Hey guys, so today's video was sponsored by Vin. And yeah, I hope you guys like it. Subscribe and like and share. Bye. Set up like cách tôi vẫn chưa quên. Đường thì tôi chơi bời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Em nhẹ bước đến, mi đã thôi hẹn. Trời chờ cho heo mây, vì tôi đã lỡ yêu em. Cũng may đường về nhà em quá xa, tôi mới được trông ngóng em buông lời hát. Ok, ăn thôi. Bữa nay ăn mì với gà sâu tập. Ta-da. Giây phút em gặp anh là em biết em sẽ tìm. Mới chỉ nhìn em khóc, tôi bỗng thật.